Xin kính chào đến tất cả cô chú anh chị và các bạn. Sài Gòn bây giờ là khoảng 1 giờ trưa. Chúng ta đang có mặt ở đây là con đường Quỳnh Tấn Phát hướng về nhà bè. Và trưa nay thì mọi chị và các bạn chúng ta sẽ dạo một vòng ở quận 7. Trưa nay em có hướng đi qua khu cảng rau đường Đào Trí, vòng vòng cái khu rạch Bà Bướm, khu chung cư mới xây ở đường Đào Trí. Trưa nay thì em đi lấy cái laptop của người chị cũng quen, nhờ lấy về kiểm tra sửa giùm. Ngay đây là cầu Phú Mỹ nè, bên phải là con đường Nguyễn Thị Thập cũng như là con đường Đất Đỏ năm xưa. Bên trái là con đường mang tên là Nguyễn Văn Quỳ. Con đường này đi bên hông cầu Phú Mỹ và đi tới khu cuối đường là khu cảng rau. Nơi đó có ngã ba đường Đào Trí. Từ nay mệnh chiều và các bạn chúng ta sẽ đi vòng vòng ở đây. Sài Gòn mấy bữa mưa liên tục ha, lại nắng quá rồi. Con đường này có rất nhiều xe container, do là cái hướng này đi lên cầu Phú Mỹ này, cầu đi thẳng ra cao tốc hoặc là ra Thủ Đức. Đây là cao tốc Long Thành Dầu Dây. Đây có cái hướng để lên cầu đây, cái cầu rất là cao luôn á. Xe nào mà yếu là lên cầu Phú Mỹ là đuối. Chúng ta đi bên hông cầu ha, không có đi lên cầu. Đường Nguyễn Nhân Quỳ này thì có rất là nhiều những cái nhà xưởng, nhà kho. Chắc có lẽ là những cái khu của ngày xưa. Bên cạnh đó thì cũng có nhiều khu xóm và những khu dự án đất trống này. Thấy cũng rào lại cũng rất là lâu rồi nhưng mà không có thấy ở công gì hết. Bên phải có khu dân cư mang tên là khu dân cư Bộ Công an. Cầu này dài ghê không? Đây ngay ngã ba đường Đạo Trí nè. Đi thẳng thì mình vô cảng rau. Còn quẹo phải là con đường mang tên Đạo Trí nè. Con đường này đi tới có rất là nhiều những cái chung cư mới xây. Bên trái thì có kho của Lazada. Con đường này có rất là nhiều dự án ha, dự án bên trái bên phải luôn, nhưng mà ngày nay vẫn chưa có hình thành. Và những cái khu xóm ven hai bên đường này chắc có lẽ trong tương lai là thay đổi. Lại phía trước có rừng chung cư bên trái và bên phải luôn nè. Ngay đây là gần với rạch Bà Bướm, mà phía trước có cầu Bà Bướm nè. Em ghé cái khu chung cư này rồi sẵn đây quay một vòng chia sẻ với cô bác nha. Khu chung cư Zamuna.
khu chung cư rất là lớn. À, rồi bây giờ chúng ta đi một vòng ở đây ha. Sẵn đi một vòng ở khu căn hộ ở đây thuộc quận 7, gỡ bà con cô bác. Để khi mà chúng ta có dịp đến Sài Gòn hay là đi về quận 7 ở một khu nào đó thì chúng ta cũng có cái để tham khảo, biết được cái khu Zamona này nó như thế nào ha. Ở đây thì mấy tháng trước thì 15 TV cũng có dịp đến đây đó, nên hôm nay chúng ta cùng đi quay trở lại mình cập nhật ở đây, xem đây nó như thế nào, có gì thay đổi không. Một cái khu nhà ở rất là lớn. Đường ở đây thì do là đầm lầy, nằm trên một cái nền đất đầm lầy ngày xưa này, nên thành ra đường nó sụt lún nè. Ở đa phần khu này ngày xưa là đầm lầy không à, bây giờ hình thành lên một cái khu nhà ở lớn sang xịn. Ở ngoài những khu căn hộ thì cũng có những cái khu nhà ở, nhà phố, nhà mặt phố. Ở đây tới khu này là khu cuối đường. Lúc trước thì chưa có đường thông, không biết nay có thông đâu chưa. Ở cuối đường bên phải thì có cái gara. Đây gỡ bỏ rồi, chắc là trả mặt bằng lại đó. Ở đây thì chặn luôn rồi, không có đi vô trong được ha. Thì chúng ta quẹo phải qua cái khu căn hộ phía bên đây. Ở giữa có cái hồ nước cũng rất là mát. Ở giữa có cái hồ nước giống như là dãy nhà ven sông vậy đó. Thiết kế của chung cư này thì có mấy tầng hầm để xe, rồi thêm 2-3 tầng trên lầu 1, lầu 2 cũng để xe luôn, có xe hơi, xe máy luôn. Hướng này là hướng ra rồi. Hai tòa đó ha. Tòa phía bên nãy lúc chúng ta vô đó là tòa M1, bên đây là M2 đó. Còn cái khu trước mặt phía bên kia đường đó là chưa có hoàn thiện, chưa có xong, chúng ta chưa có vô được ha. Thấy xây cũng rất là lâu rồi đó. Ở đây nếu quẹo phải thì ra khu Lê Thị Chợ, đường Hoàng Việt. Ở đây cầu Bà Bướm đây. Con đường này đi ngang cái di tích Gò Ổ Môi nè.
di tích Gò Môi phía bên phải nè. Có cái tựa, có cái hàng rào xanh xanh đây. Cái khu đất này như là đang có vấn đề gì nè. Để em đọc chữ thử coi. Có cái bảng gì đây? Khu vực đất có yếu tố liên quan đến an ninh, quốc phòng. Theo thông báo số 232TB, cơ quan pháp luật đang xử lý, không phận sự cấm vào. Khu đất này đang có liên quan tới quốc phòng. Vô khu Gò Môi. Cái di tích lịch sử Gò Môi. Khu này em đâu thấy cái cây ô môi nào đâu ta. Cái khu Gò Môi thì chỉ có một phần nhỏ nhỏ vậy thôi, qua cây cầu có một cái khoảng vuông vuông. Còn cái hàng rào xanh xanh nãy là khu đất của Bộ Quốc phòng đang tranh chấp. Bên phải có chuồng heo nữa trời, ở đây nuôi heo nuôi gà nữa nè. Wow. Có chăn nuôi ở đây nữa ha. Đây là đường Phú Thuận nè, Phú Thuận để ra Quỳnh Tấn Phát. Cái khu bên đất bên phải đây là đang tranh chấp rồi. Đổ rác khoảng 2 triệu. Đây còn đống rác quá trời luôn. Khu đất này cũng rất là lớn luôn á, có sông, có vườn cây nữa kìa. Ở bên trái là khu nhà mẫu của dự án gì đó nhưng mà ngày nay đứng hình rồi. Nói chung đất đai ở đây là đang bị vướng pháp lý gì đó, tạm ngưng hết trơn. Ở thẳng con đường Phú Thuận này là chúng ta đi qua bên Phú Mỹ Hưng luôn, qua cầu Phú Thuận, con đường bờ Hồng Dịch ngày xưa. Ngày xưa ở khu này thì đa phần là đầm lầy rồi sông ngòi. Những con rạch, theo những thông tin từ internet với lại những thông tin cô chú anh chị chia sẻ ngày xưa ở đây, bây giờ ở đây phát triển thành khu đô thị rồi ha, nhìn không ra. Bên trái bên phải là khu dân cư. Đây khu lô C nè. Đó, khu nhà của anh chị đây. Và nhìn lại cái khu này ha. Mấy bữa em có đi ngang đây.
cũng quay sơ sơ chia sẻ gửi anh chị. Nhưng hôm nay mình đi ngang đây rồi tiếp tục mình cập nhật khu dân cư Nam Long, khu khu C ha. Trước mặt đang là C2, C3, C4. Càng vô sâu thì còn nhiều dãy nhà nữa. Ở khu này khi mà trời mưa lớn là sẽ ngập. Đây là bên phải là lô B, bên trái là lô C. Vô đây không có đường ra mà đem hoành trở lại. Xe 40, 40 mấy luôn á. Này vừa phải có lô đề. Ở đây cũng còn đất trống nhiều lắm. Anh chị nào mà có nhu cầu mua đất mua nhà ở khu Nam Long, Phú Thuận, phường Phú Thuận, quận 7 thì qua đây ha. Đây dãy nhà phía bên trái đối diện có cái công viên thoáng, nhưng công viên không có đẹp, không có được chăm chút, không có được trồng cây hết trơn. Tuy ở đây thường xuyên bị ngập nhưng mà đất đai ở đây không hề rẻ, mắc tiền. Giờ phải có ít nhất cũng có 10 tỷ thì mới mua ở đây được, trừ hao đó ha. Ở đây có dãy quán ăn khu lô C nè. Bên phải là đường ngay chỗ này là giao lộ Cao Thị Chính. Cao Thị Chính mình nhìn sơ sơ tưởng đâu là Tòa Thị Chính. Có lẽ giờ này là các quán ăn người ta bán rồi, sao thấy giờ đi ăn trưa mà thấy người ta quán xá không ai người ta, hay là người ta ăn rồi. Đây có bán kem dừa Côn Đảo, bánh tráng trộn. Kem dừa Côn Đảo hay vậy, thấy vậy chứ mắc. Mà ở ngoài Côn Đảo thì cũng đâu có rẻ, đúng là món nào ở ngoài Côn Đảo cũng mắc hết trơn á. Chỉ là kem bình thường là để vô cái trái dừa thôi, là kem dừa. Ở đây phía trước là đường Quận Tấn Phát, rồi thẳng qua bên kia là cầu Phú Thuận, Phú Mỹ Hưng luôn nè. Nếu mà ở nhà ở khu Nam Long là đi qua Phú Mỹ Hưng rất là gần ha. Có nhiều anh chị nói gần Phú Hưng làm gì, đi qua Phú Mỹ Hưng làm gì. Thì ở chung bên đây thì nói chung là tùy nhu cầu mỗi người đó. Gần với một khu đẹp thì lâu lâu chiều đi qua dạo, đi dạo vòng vòng, đi hóng mát ngắm cảnh, hoặc đi siêu thị. Siêu thị lớn tập trung ở Phú Mỹ Hưng rất là nhiều ha. Vivo City rồi Reason Mall rồi nhiều siêu thị lớn ở đó, với lại ở đó cũng có công viên cũng đẹp, nhiều quán ăn. Đây là con đường bờ Học Dịch ngày xưa nè. Đó, hồi xưa cái thời di chuyển bằng xuồng ghe, nên những con rạch ở đây là cái phương tiện
phương tiện di chuyển của bà con ở đây, vùng Nhà Bè. Ở đây chúng ta qua cái cầu này là đi ngang qua con rạch rạch Đĩa. Không phải rạch Đĩa không ta? Hay là rạch hình như rạch Đĩa thì phải. Nếu mà gọi sai sót thì quý anh chị nhắc nhở giùm nha. Cái vùng đầm lầy của ngày xưa nè, bây giờ trở thành một khu đô thị bậc nhất Sài Gòn. Nhưng mà rất tiếc là cái ông sáng lập, cái ông hơi sáng ra khu này thì hiện tại đã không còn rồi. Mới cách đây mấy tuần là ngày đám giỗ của ông trong tháng 9. Ở đây người ta chăm chút cái mỹ quan rất là kỹ. Rừng cỏ nó mọc hơi lấn lấn một xíu là bắt đầu cắt bẻ rồi đó. Chứ không có để tràn lan ha. Rồi thôi, cái video clip ngày hôm nay đến đây xin tạm dừng. Rất cảm ơn quý anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi, đồng hành cùng với Lâm TV. Nhân đây em xin kính chúc tất cả quý anh chị lúc nào cũng an lành, hạnh phúc, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.